Ngày 30 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra công quan huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Văn, sinh năm 1993 ở Bản Áng Nghịu, xã Trường Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang tiến hành kiểm tra phòng trọ số 6, tầng 2 của gia đình ông Bùi Văn Vinh, sinh năm 1977, ở thôn Ngọc Đà, phát hiện bắt quả tang Văn đang có hành vi tàng trữ hai túi ni lông màu xanh, bên trong chứa chất màu trắng dạng cục và bột. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Văn phát hiện trong hộp giấy đặt trên giường tủ một tờ mệnh giá 500.000 đồng được gặp lại bên trong tờ tiền có chứa chất màu trắng dạng cục và bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ chất màu trắng dạng cục và bột thu giữ trên người và tại nơi ở của Văn là ma túy, loại heroin có tổng khối lượng là 30,529 gram. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra con huyện Văn Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.